huấn luyện viên đội bóng Thái Lan, được đưa ra khỏi hang sớm hơn dự kiến vì sức khỏe quá yếu. Huấn luyện viên Ekapor nằm trong nhóm 4 người đầu tiên được đội cứu hộ đưa ra khỏi hang trong chiến dịch giải cứu đội bóng Ý. Mắc kẹt trong hang, Tham Luông Nang Non. Tỉnh trưởng Trang Giai ông Na Dong Sát, người chỉ duy chiến dịch giải cứu đội bóng Ý Thái Lan. Hôm ngày 9 tháng 7 xác nhận, 4 thành viên của đội bóng Ý đã được đưa ra ngoài an toàn và chiến dịch đầu tiên được rút ngắn thời gian đáng kể so với dự kiến. Tuy nhiên, ông Trang Giai không nêu rõ chi tiết danh tính của 4 người này. Một số nguồn tin nói rằng nhóm đầu tiên thoát ra ngoài là 4 cậu bé và 8 cậu bé còn lại cùng huấn luyện viên 25 tuổi sẽ ở lại trong hang đợi đợt cứu hộ tiếp theo. Tuy nhiên, tờ Bangkok Post cho biết Ekapor do sức khỏe yếu nhất vì đã nhường hết phần ăn của mình cho lũ trẻ trước khi chúng được tìm thấy. Được đưa ra khỏi hang cùng 3 đứa trẻ trong nhóm đầu tiên vào ngày hôm qua. Cũng theo tờ này, các thành viên còn lại sẽ được chia làm 3 nhóm, với mỗi nhóm 3 người, có thể sẽ lần lượt được đưa ra ngoài trong hôm nay và những ngày tiếp theo. Mặc dù kế hoạch đầu tiên thành công ngoài mong đợi, nhưng ông Na Dong Sát cho biết, nhiệm vụ chỉ hoàn thành cho tới khi người cuối cùng rời khỏi hang. Các hoạt động cứu trợ sẽ bắt đầu vào sáng nay, ngày 9 tháng 7, sau khi lực lượng cứu hộ đưa thêm các bình dưỡng khí mới vào trong hang. Giải cứu đội bóng Thái Lan, các cầu thủ sẽ không được gặp người nhà trong 48 giờ sau khi ra khỏi hang. Cầu thủ Nhí đầu tiên được đưa ra khỏi hang vào lúc 17 giờ 37 phút theo giờ địa phương, còn em nhỏ thứ hai được đưa ra ngoài vào lúc 17 giờ 50, sớm hơn so với dự kiến. Theo thông tin mới nhận được từ hiện trường, chiến dịch giải cứu Tham Luông, 4 cầu thủ Nhí đã được đưa ra ngoài thành công theo hướng lặn ra ngoài cửa hang. Trong đó, một em được đánh giá sức khỏe ở mức độ đỏ, tức là rất yếu. 2 cậu bé đầu tiên ra ngoài đã được máy bay chuyển ngay đến bệnh viện địa phương sau khi được sơ cứu. Cầu thủ Nhí đầu tiên được đưa ra khỏi hang vào lúc 17 giờ 37 phút theo giờ địa phương, còn em nhỏ thứ hai được đưa ra ngoài vào lúc 17 giờ 50. Đội bóng Nhí và huấn luyện viên của các em sẽ được chăm sóc và điều trị tại bệnh viện Ratchanokorn của tỉnh Chiang Rai trong vòng ít nhất 24 giờ đầu tiên sau khi được đưa ra khỏi hang, tờ Bangkok Post cho hay. Thân nhân của họ sẽ không được thăm viếng trong suốt thời gian đó và chỉ được phép vào thăm sau khi hoàn thành quy trình kiểm tra y tế dài 48 giờ. Theo bác sĩ Thong Chay, chánh thanh tra Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho biết, sau khi được đưa ra khỏi hang thành công, các cầu thủ Nhí và huấn luyện viên của các em có thể được xuất viện và trở về nhà trong vòng 5 ngày. Trước đó, có thông tin cho biết, huấn luyện viên 25 tuổi Ekapor Chantawang sẽ là người cuối cùng rời khỏi hang Tham Luông sau khi các em nhỏ được giải cứu thành công. Chiến dịch giải cứu đã bắt đầu lúc 10 giờ sáng ngày 8 tháng 7, 13 thợ lặn quốc tế và 5 thợ lặn hải quân Hoàng gia Thái Lan đã bắt đầu vào hang giải cứu đội bóng Nhí. Họ đang phải gấp rút chạy đua với thời gian trước khi mức oxy trong hang giảm xuống thấp hơn 15% và trước khi cơn mưa bão ập đến khiến mực nước trong hang lại dâng lên. Lo sợ huấn luyện viên đội bóng Thái Lan tự tử. Huấn luyện viên có thể tự đổ lỗi cho bản thân vì đã gây ra tất cả những chuyện này theo quan chức Thái Lan. Một thợ lặn vừa tử vong trong quá trình giải cứu đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang động Tham Luông và cư dân mạng đang có nhiều phản ứng trái chiều trước vụ việc bi thương này. Một số người đổ lỗi cho đội bóng, đặc biệt là huấn luyện viên Ekapor Chantawang, vì đã đi vào hang động ngay từ đầu. Người dùng mạng Abacon nói rằng Ekapor là người có lỗi trong bài viết được chia sẻ gần 23.000 lần. Có bảng cảnh cáo lớn ở phía trước hang động mà anh ấy vẫn đi vào. Abacon viết: cái quái gì vậy? Anh huấn luyện viên bóng đá trong hang tối để làm gì? Các đội trên toàn thế giới chỉ tập luyện trên sân cỏ. Nếu tôi là phụ huynh, tôi sẽ kiện anh ấy. Tuy nhiên, hầu hết những người khác, bao gồm cả gia đình của thành viên đội bóng và các quan chức, không cho rằng cái chết của thợ lặn Saman Kunan, 38 tuổi, là lỗi của bất kỳ ai. Gửi tới những người đang đổ lỗi cho các cậu bé và huấn luyện viên, nếu bố bạn băng qua đường và bị xe đụng, đừng quên đổ lỗi cho cha của bạn, người dùng Facebook Soman viết một cách phẫn nộ. Cô Mai Râm Tép, bà ngoại của một cậu bé trong hang, nói với trang Ezan rằng không có bậc phụ huynh nào đổ lỗi cho huấn luyện viên. Tôi biết anh ấy là người tốt, trong hang động có vẻ như Ekapor đang mất tinh thần. Anh ấy có thể sợ phụ huynh chúng tôi đổ lỗi cho mình, bà Cô Mai nói.
Tôi muốn nói rằng không ai trong chúng tôi đổ lỗi cho Ekabo. Nếu anh ấy biết điều này sẽ xảy ra, tất nhiên anh ấy sẽ không đưa các cậu bé vào đó. Thay Wat Chai Tha Kia, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Thái Lan cho biết, ông lo sợ huấn luyện viên sẽ bị trầm cảm và có thể tự tử sau khi rời khỏi hang. Tôi sợ rằng anh ấy sẽ hiểu lầm mọi thứ và nghĩ mình là người duy nhất có lỗi. Điều này có thể dẫn đến trầm cảm và tư hại, Tha Wat Chai nói. Thứ trưởng cho biết, ông từng biết một cậu bé 13 tuổi tự tử khi cảm thấy tội lỗi vì khiến gia đình phải ra tòa. Tôi sợ huấn luyện viên Ekabo có thể gặp vấn đề tương tự. Tôi lo lắng, ông nói. Tôi khuyến khích anh ấy, nếu tôi gặp được Ekabo, điều đầu tiên tôi làm là sẽ ôm anh ấy. Tôi muốn nói rằng anh ấy tuyệt vời. Sau khi xem video quay Ekabo trong hang động, bạn của anh, Nobako Kantawan, đã sốc khi nhìn tình trạng tồi tệ của Ekabo, người rất năng động và khỏe mạnh. Tôi lo rằng sau khi họ ra khỏi hang, Ekabo sẽ bị đổ lỗi. Tôi sợ anh ấy cũng nghĩ như thế, nhưng mọi người đều đang thể hiện sự ủng hộ của họ. Tôi cũng nghĩ người Thái sẽ không tấn công một người đang trong tình trạng yếu ớt, Nobado nói. Dân mạng đang tìm cách thể hiện tình cảm với huấn luyện viên bằng nhiều cách viết. Tôi muốn đấm vào miệng những người đổ lỗi cho các cậu bé và huấn luyện viên vì đã làm phiền người khác. Bạn không hiểu thiên tai là gì ư? Anh ấy cũng không cố ý, một người dùng Twitter viết. Ngày đầu cứu hộ đội bóng Thái Lan thành công ngoài mong đợi. Bốn thành viên đầu tiên của đội bóng Thái Lan đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hang Tham Luang trong ngày đầu tiên của chiến dịch giải cứu. Đây là thông tin được người dân Thái Lan và thế giới mong chờ nhất trong ngày hôm qua ngày 8 tháng 7 và đã được người đứng đầu lực lượng cứu hộ Thái Lan, ông Narongsat, đưa ra tại cuộc họp báo diễn ra vào khoảng 21 giờ tối cùng ngày. Tại cuộc họp báo diễn ra vào tối ngày 8 tháng 7 sau khi thông tin các em nhỏ bắt đầu được đưa ra khỏi hang Tham Luang, ông Narongsat, chỉ huy trưởng chiến dịch cứu hộ cho biết chiến dịch giải cứu đã thành công hơn mong đợi. Ngay trong ngày đầu tiên đã có 4 em được đưa ra khỏi hang sau khi kiểm tra sức khỏe. Các em được đưa đến bệnh viện tỉnh Chiang Rai, cách hang động Tham Luang khoảng 70 km để chăm sóc. Tất cả các em nhỏ đều được vận chuyển bằng máy bay trực thăng và di chuyển mất khoảng 15 phút. Ngoài ra, lực lượng cứu hộ cũng đã đưa được thêm 4 em khác tới vị trí an toàn hơn trong hang. Theo ông Narongsat, việc giải cứu các em trong ngày 8 tháng 7 bởi nhiều lý do như chúng tôi đã thông báo, hôm nay là tốt nhất với những yếu tố thuận lợi, mực nước đã được rút xuống, sức khỏe của các em nhỏ cũng đã được cải thiện tốt và công tác chuẩn bị cũng đã hoàn tất. Chúng tôi đã tập luyện rất nhiều ngày để có thể thực hiện nhiệm vụ này. Đã có 90 người tham gia chiến dịch giải cứu ngày 8 tháng 7, trong đó có 50 người nước ngoài và 40 người Thái. Nhóm giải cứu chính gồm 18 người, gồm 10 người chuyên gia lặn, 3 chuyên gia kỹ thuật, người nước ngoài và 5 người thuộc lực lượng Hải quân Thái Lan. Chính vì sự phối hợp ăn ý nên các thành viên trong nhóm cứu hộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông Narongsat khẳng định, chúng tôi đã đưa được 4 người ra khỏi hang, đây được cho là một thành công rất lớn đối với chúng tôi trong ngày hôm nay. Có được thành công đó được dựa vào tất cả những lực lượng tham gia cứu hộ trong ngày hôm nay. Hiện tại, các công việc cứu hộ đã được dừng lại trong đêm ngày 8 tháng 7 do các trang thiết bị cần thiết để giải cứu cho các em nhỏ đã sử dụng hết. Các bình oxy cũng cần phải nạp thêm. Tuy nhiên, một khó khăn lại đến với những người cứu hộ Thái Lan khi rạng sáng nay ở Chiang Rai trời lại đổ mưa nặng hạt. Dự kiến trong sáng ngày 9 tháng 7, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha sẽ tới trực tiếp hiện trường để thị sát cũng như động viên các nhóm cứu hộ. Danh tính cậu bé đầu tiên được đưa ra khỏi hang. Mongkon Bunbim là thành viên đầu tiên của đội bóng Thái Lan được đưa ra khỏi hang sau hơn 2 tuần mắc kẹt. Các thành viên đầu tiên của đội bóng Thái Lan đã được đưa về bệnh viện Ratchanukon, Chiang Rai, nơi lực lượng an ninh phong tỏa dày đặc. Mongkon Bunbim, 13 tuổi, được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hang Tham Luang vào lúc 17:10 hôm ngày 8 tháng 7. Mongkon được giám định sức khỏe ngay sau đó trước khi được xe cứu thương và trực thăng chở tới bệnh viện Chiang Rai. Ratchanukon cách khu vực hang động khoảng 70 km về phía nam. Mongkon hay còn được gọi là Mat là thực tập sinh của Học viện bóng đá, em đam mê môn thể thao vua từ nhỏ và thường xuyên mặc áo đấu đi khắp mọi nơi. Đội bóng yêu thích của em là câu lạc bộ Mongkon United đang chơi cho giải ngoại hạng Thái Lan.
Chiến dịch cứu hộ bắt đầu lúc 10 giờ sáng ngày 8 tháng 7 và đang diễn ra khẩn trương. Truyền thông Thái cho biết khoảng 6 cậu bé đã được giải cứu. Do mực nước trong hang giảm đáng kể, các cậu bé đầu tiên được đưa ra sớm hơn thời gian dự kiến, khoảng 3 đến 4 tiếng. Nhờ mực nước rút, các em có thể đi bộ thay vì phải lặn từ khu vực hang động số 3 tới cửa hang. Đã có 4 cầu thủ nhí ra khỏi hang, 2 người khác đã đến nơi an toàn. Một thành viên cấp cao, nhóm chăm sóc y tế cho biết đến nay 6 cầu thủ nhí đã được đưa ra khỏi hang Tham Luông, nơi các em bị mắc kẹt hơn 2 tuần qua trong chiến dịch giải cứu. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, Trung tướng Konchep Tantawanit cho biết có thêm 2 thành viên của đội bóng đá thiếu niên bị mắc kẹt trong hang Tham Luông đã được đưa ra khỏi hang, trong khi 2 thành viên khác đã tới hang số 3, dự kiến cũng sắp được đưa ra khỏi hang. Một thành viên cấp cao trong nhóm chăm sóc y tế cho biết như vậy đến nay 6 cầu thủ nhí đã được đưa ra khỏi hang Tham Luông, nơi các em đã bị mắc kẹt hơn 2 tuần qua trong một chiến dịch giải cứu bắt đầu từ khoảng 10 giờ cùng ngày. Trước đó, 4 thành viên đầu tiên của đội bóng đã được đưa ra khỏi hang Tham Luông thuộc tỉnh Chiang Rai ở miền Bắc Thái Lan. Theo phóng viên có mặt tại hiện trường, những cậu bé đầu tiên được giải cứu khỏi hang đã được chuyển tới bệnh viện Chiang Rai bằng máy bay trực thăng.